Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh bạc trên toàn quốc. Thì ở nội dung của video ngày nay thì em xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách chọn lưới đánh bạc cũng như là cách bố trí cắm lưới đánh bạc hiệu quả nhất. Thì đầu tiên là về cách chọn lưới này, thì anh em có thể thấy đây là những cái cánh lưới tàng hình, cánh lưới tàng hình dùng để đánh bạc. Về cái lưới này thì anh em chọn cho em là cái mắt, đấy cái mắt của nó là mắt 12 phân, đấy nó là cái mắt dọc anh em nhé, mắt dọc kiểu như lưới đánh rẽ run này, đây lưới đây, đấy mắt dọc. Đấy, chọn từ cái điểm này lên đến điểm này là 12 phân. Còn sợi của nó là sợi 20 anh em nhé, sợi 20. Đấy, sợi 20 thì đảm bảo cái thứ nhất là sợi nó dai, và cái thứ hai nữa là sợi nó vừa tầm. Khi con vạc nó trao về thì nó sẽ không nhìn thấy lưới. Đấy, bắt buộc là chim nó sẽ đâm trực tiếp vào những cái mặt lưới này. Đấy, ví dụ quay ngang ra như thế này thì cái tỷ lệ nhìn thấy lưới nó rất là khó này anh em này, bởi vì nó là cái mặt dọc lên. Còn là quay ngang ra như thế này. Đấy, thì bây giờ bắt đầu anh em mới nhìn thấy lưới đúng không ạ? Đấy, còn về cái diềm thì anh em phải chọn cái thứ nhất là diềm cước đúc, đấy cước vừa tầm thôi. Đấy, cái cước đúc này thì khi con vạc nó đóng vào ấy, thì với cái độ nhún nhảy, đấy, độ nhún nhảy của cái diềm thì con vạc nó sẽ không trao được ra. Với lưới này thì khá là dai, đấy, rất là dai anh em. Đấy, vạc có đạp thoải mái không thể bao giờ cái thứ nhất là chạy mắt, và cái thứ hai nữa là nó đứt dây sợi của anh em được. Còn về khoảng lưới này, cái mắt lưới thì anh em chọn làm sao mà tính từ cái diềm cuối cùng này lên đến cái diềm đỉnh nó là 60 mắt. Đấy, khi làm hoàn thiện vào thì nó rơi vào tầm khoảng 3m3. Đấy, mỗi một cái diềm, cách diềm này thì nó rơi vào tầm khoảng 1m1 này anh em này. 1m1. Cái túi này nó gồm 3 túi. Đấy, tổng nó là hơn 3m. Đấy, 4 diềm 3 túi anh em nhé. Nó y như là cái lưới rẽ run, đánh tàng hình, đánh chiều tối, sáng sớm hoặc là đánh cả đêm đều được. Về cái lưới này thì ngoài đánh vạc ra thì anh em sử dụng đánh cò. Đấy, cò bợ, nó ok. Cò bợ, cò trắng đánh cũng khá là hiệu quả trên cái mắt lưới này. Còn về bố trí cắm lưới thì anh em có thể thấy là cái bãi vạc trước mặt khu vực đây. Đấy, nó là cái bãi vạc đánh bằng keo. Đấy, thì nhưng mà bà con nông dân là đã dập hết những cái ruộng như thế này rồi. Đấy, vạc nó trao ra ngoài rất là nhiều thì anh em bố trí làm sao mà cắm quây xung quanh. Đấy, cắm những cái cánh lưới dựa vào những cái lùm cây. Đấy, đối với anh em nào mà thợ đánh vạc lâu năm rồi thì biết. Đấy, khi con vạc nó về, cái thứ nhất nó xuống bàn nhựa nó trợn. Đấy, nó dính nhiều rồi nó trợn. Đấy, kiểu gì nó trao lên, hoặc là những cái gặp những cái đàn vạc nó va rồi. Đấy, kiểu gì nó cũng ngóc ra đây. Đấy, nó lườn lên cây. Đấy, mình ngủ quên thì vạc ở trên cây khả năng lại xà xuống thì lại dính. Đấy, nhưng mà đánh lưới như thế này thì nó cũng khá là hiệu quả đấy anh em. Đấy, thêm thắt vào. Đấy, một cánh lưới thường thường thì nó giá của nó chỉ có vài trăm nghìn đồng trên 100 mét thôi. Nhưng mà anh em đánh thì nó hiệu quả, đánh từ năm này sang năm khác được. Bởi vì cái thời gian mà đánh cái con vạc di cư nó sẽ lâu hơn là đánh tất cả các loại chim. Đấy, ví dụ như là đánh từ tầm khoảng giữa tháng 6 âm lịch, đấy 15 tháng 6 cho tới hiện tại bây giờ là gần đầu tháng 10 âm lịch rồi, vạc vẫn đi rất là đều anh em. Tối hôm qua thì dính lưới khá là nhiều. Tối hôm qua chỗ cánh này dính được mấy con. Đa số nó trào ra ngoài hết anh em. Những cái lông trắng ở khu vực lưới kia này. Qua là bắt vạc khu vực đấy. Đây. Khu này dính này. Đấy thì bố trí ví dụ cái bàn của mình đây này anh em này. Đấy thì bố trí làm sao mà cho nó ra đây một cánh này. Đấy, ví dụ vạc nó sàng ngay bên ngoài này thì mình có thể luồn ra đằng sau, mình đuổi. Sẽ đâm theo chiều lưới nó dính. Và nó đậu ở trong bàn thì mình chỉ cần lấy gốc dạ mình đáp phát là nó sẽ trào về nó dính thôi. Đấy, lông vạc dính. Đấy, là những cái chỗ mà dính vạc ấy. Đấy, đánh một cánh dựa vào cái quả đồi kia nữa kìa. Đấy, hợp lý kìa. Đấy, vạc thì đa số nó sẽ trườn kiểu như thế. Nó lên những cái búi cây nó đậu anh em nhé. Đấy, một video thì chia sẻ cho anh em mới chơi là cách chọn lưới đánh vạc, cũng như là cách bố trí làm sao mà cắm lưới cho nó hợp lý. Đấy, anh em nào xem được cái video này thấy hay thì đăng ký ủng hộ kênh. Còn đối với anh em nào có nhu cầu mua lưới thì anh em liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.